À, nhưng em chạy trường nào? À, nhưng em chạy cấp 2 ấy. À, em làm bên hành chính. Ngoài. Như thế bà Hiền em đi trước chị ạ? À, là sau ạ. Nhưng mà bà Hiền này bà dạy cấp 2 thì bao nhiêu tuổi, chị định bao tuổi? Lương đến 17 à? Hai đội gay cấn đấy. 9 là có mùi ra em mình. Thạo đợt này mẹ đéo phải lo, vợ sáng đi tối về nhá. Mua ôm đến mấy đợt thì ôm. Đéo thì phải lo nữa rồi. Ngày xưa chỉ trông mong chủ nhật để cháu. Bắt cho bạn biết thế chết rồi. Anh quả là cấp đấy. Đây mới là cái bài. Cái đấy là chính xác rồi. Anh Chuyên này.